Rồi trở lại gì với kênh YouTube xe máy Thái Bảo nghe quý anh chị tại quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Mà hôm nay em về được một ít xe phục vụ bà cô bác anh chị mình trên mọi miền tổ quốc. Thì cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi đồng hành cùng Thái Bảo. Rồi cũ là đi, mới là về. Mến chào quý vị anh chị trở lại cùng cô chú bác trên miền tổ quốc, trở lại với kênh YouTube xe máy Thái Bảo của ngày hôm nay. Thì lời nói đầu tiên tại kính chúc quý anh chị bà con cô bác trên mọi miền tổ quốc một ngày bình an, đại bình an, hạnh phúc bên gia đình cùng người thân, một năm cả hai được thành công trong cuộc sống. Như thường lệ, đến cửa hàng xe máy Thái Bảo thì quý vị cũng biết rồi, cửa hàng xe máy Thái Bảo là bán xe máy cũ thập cẩm tầm trung đã qua sử dụng, những dòng xe thông dụng phổ thông là quý anh chị. Thì đến cửa hàng xe Thái Bảo như thường lệ thì bên cửa hàng em bán hàng thì có tặng quà cho quý anh chị nghe, một chiếc xe là gồm là kiến, nấu và nhớt thì hỗ trợ bảo hành cho anh chị luôn nghe. Và cửa hàng xe máy Thái Bảo có bảo hành cho anh chị là xe dưới 10 triệu là 6 tháng mà trên 10 triệu là bảo hành 1 năm như thường lệ. Thì nói là làm. Còn bên cửa hàng xe máy Thái Bảo là có một cái nhược điểm lợi nhuận cho quý anh chị. Anh chị mua một chiếc xe ở cửa hàng em là 15 triệu đây, nếu mà chọn thích một chiếc xe nào, anh chị được trải nghiệm trong tương, đối với anh chị chạy trong tương mà cảm thấy nó không vừa ý mình thì chiếc xe nó có một sự sơ suất nhỏ gì đó. Thì vì xe cũ mà anh chị thì coi như em cho anh chị mượn xe đi, anh chị chạy và anh chị quay lại cửa hàng em đổi một chiếc xe khác, ví dụ như là 18 triệu thì anh chị chỉ phụ cho em 3 triệu mà xe anh chị không bị lỗ nghe. Còn anh chị đổi xe 12 triệu em giúp gì cho trả lại cho anh chị 3 triệu. Bởi vì lý do em đã niêm yết giá trên biển số rồi, em không nâng giá và không hạ giá, chứ không phải anh chị mua chiếc xe ví dụ 15 triệu thì mấy bữa tới lại anh lỗ, tới là mấy bữa anh lại anh lỗ bấm dần lên rồi anh lỗ. Anh chị sẽ lỗ đây là bất cứ giá tiền là anh chị lỗ đi với một cái giá tiền là ví dụ như 15 triệu cái lại lỗ mất 2 triệu, 13 triệu xe kem năng này 2 triệu anh chị mất không 4 triệu thì rất là thiệt thòi cho quý anh chị. Thành thử là lúc anh chị mua xe em có giảm giá, lúc trao đổi lại em đã niêm yết giá trên biển số thì em không có giảm giá cho quý anh chị nghe, được trao đổi thoải mái nghe quý anh chị. Và để tiếp tục review xe hôm nay thì trong lúc em làm cái clip này thì trong lúc YouTube có những lời không hay, ý không đẹp đến với quý anh chị thì mong quý anh chị thông cảm bỏ qua cho em những lời nói không được tốt, tại vì nhiều khi cũng nói cũng lộ lưỡi nghe quý anh chị. Và em đã bảo là trên cái màn hình là có 3 số điện thoại, nhiều khi là em quay cái YouTube thì số lượng xe nó quá nhiều, em không thể quay chi tiết rõ ràng cho anh chị được. Những chiếc xe nào bị trầy xước té ngã nặng như nào em sẽ báo cho anh chị, nhưng những dòng xe đó tuyệt đối là không có trong cửa hàng em rồi. Còn xe cũ thì không tránh khỏi trầy xước, từ khi chiếc xe nào dọn em sẽ báo dọn, chiếc xe nào zin sẽ báo zin, chiếc xe nào có trầy em sẽ báo trầy cho anh chị. Để làm gì? Anh chị bỏ một ngày công từ xa, từ Tiền Giang, Long An chị lên để chốt chiếc xe đó, nhưng anh chị tới nơi thì rất là hụt hẫng và thất vọng vì em, thành ra em phải diễn tả ngay từ buổi ban đầu cho nó chi tiết rõ ràng. Còn bên cửa hàng xe máy Thái Bảo là em có mua bán trao đổi và ship xe toàn quốc cho quý anh chị nghe, em ship xe tới địa phương anh chị luôn. Là điểm thứ nhất, thứ hai là anh chị nhà mà có một chiếc xe cỏ không xài, anh chị muốn đổi xe hoặc là bán xe, anh chị cứ chốt cho em mua tại địa phương anh chị luôn cũng được, hoặc là trao đổi với em ship xe xuống anh chị ship xe lên sau cho em cũng ok. Để làm gì? Anh chị có phương tiện chạy ra tới nơi rồi lái cái xe em chạy quanh trở về, lái xe em chạy quanh trở về để gọi lên cho em. Thì thưa quý anh chị, để tiếp tục review xe hôm nay, một cái địa chỉ quen thuộc mà thường như đã có đến với anh chị. Một địa chỉ quen thuộc của cửa hàng xe máy Thái Bảo là địa chỉ là số nhà 60 đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ là thành phố Thủ Đức thưa quý anh chị. Cửa hàng em gần trạm y tế phường Bình Chiểu nghe quý anh chị, gần trạm y tế phường Bình Chiểu. Và trở lại một con đường quen thuộc bên này là anh chị đến từ miền Tây lên này, Tây Ninh xuống này, Sài Gòn ra Đồng Nai lên, anh chị hãy đến với ngã tư Gò Dưa hoặc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trên quốc lộ 1A, cách cửa hàng em 700m, em sẽ tận tình đi đón anh chị. Và quay trở lại bên này là một con đường cũng khá quen thuộc với anh chị mình, đến từ Đồng Xoài, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk, anh chị về Bình Dương, anh chị về với ngã tư 550, về tới bệnh viện quân y quân đoàn 4, cách cửa hàng em 1 cây số, thì cửa hàng em nằm bên máy trái, anh chị chạy thẳng ra hoặc không biết thì điện thoại em đi đón anh chị. Và để tiếp tục review xe hôm nay thì nói gần nói xa của nó thật thì xe về xe mới xe cũ có chia sẻ cho anh chị luôn nghe, đó nó đều đặn và chia sẻ cho anh chị luôn. Nó thì review xe thì em về có mới có cũ để em báo giá từ đầu đến chân cho anh chị luôn nghe, có con nào thì em báo giá con đó, nhưng số lượng xe cũng về cũng khá nhiều, thử vừa số vừa ga vừa lộn xộn lại xạ thì có con nào báo đó. Mà hôm nay ở ngồi bìa quý anh chị ơi, thì em về một con filter đó, màu vàng đồng nghe quý anh chị, cái mỏ về có tràn chút xíu nghe, bánh mâm FI phun xăng điện tử đó. Máy móc thì zin, máy móc zin phun xăng điện tử nghe, xe liền lạc sạch sẽ quý anh chị, cũng có trầy xước một vài đốm nhỏ chứ không gọi là mới ken với cản, nên có trầy em dán lại thì không có nhiêu tiền hết.
nhưng em cho anh chị thấy cái điểm yếu. Tại mỗi chiếc xe cũ là có một cái tì riêng và điểm yếu riêng, thì để cho anh chị thấy cái hiện thực nó đã có, em rất là dễ mua bán. Còn nếu em cho mờ ảo vô thì anh chị không thể thấy được cái điểm yếu của chiếc xe thì cũng khó lòng rất là mua. Một con này là biển số 94B1 10905, 18 triệu em giảm triệu, còn 17 tới cái hàng là còn 16.500.000 cho một feature FI lốc xám này quý anh chị. Đó, hộp xe nó đẹp không đó, tương đương một con xe rất chất lượng, vỏ bánh trước sau về cui, kinh máy vận hành đầy đủ. Còn đang về một con Futra 2 59X1 58511 17.500.000 em giảm triệu, còn 16 năm tới hàng còn 16 triệu. Xe này em báo thiệt em mua 15 triệu rồi. Xe đi bánh mâm zin anh chị, mâm zin 2 đĩa, mâm zin 2 đĩa heo đĩa xịn hết nghe. Vàng lông vàng lá thì theo năm tháng cũng có một vài đốm nhỏ nhỏ để trầy. Còn đầu có rớt mà rớt rất là đẹp. Thiếu cái dây cô đồ máy, anh ta thay cái dây cô đồ máy cho anh chị. Một con Futra 2. Heo đĩa xịn nghe, hai đĩa xịn thấy ngay quý anh chị đó. Em quay chi tiết từ từ cho anh chị mình cùng tham khảo một Futra 2 này. Nếu anh chị thấy không rõ ràng tăng chi tiết để em quay trực tiếp lại gửi Zalo anh chị, hoặc là kết bạn Zalo cùng em chụp hình chia sẻ cho anh chị rõ ràng. Mà trước khi anh chị kết bạn Zalo cùng em nói có nội dung dùm em cái, những cái em không trả lời cho anh chị là những cái đó anh chị thông cảm, tại vì em đã hết rồi, vì Zalo của em là 5.000 người vô rồi lại ra, chứ bây giờ hết chỗ vô 5.000 người là hết chỗ vô, là mong anh chị thông cảm chia sẻ cùng em cái cách nói chuyện có nội dung dùm em cái, chụp hình cái xe đó như nào em sẽ cho anh chị coi chi tiết. Và tiếp theo là một con này, là một con gì đây ta, một con 59C2 16812 đó, Futra Neo FI, vỏ bánh liền lạc sạch sẽ từ đầu đến chân, xe cũng cứng, khá cứng anh chị ạ. Quá thẳng luôn, em bán cái giá tầm trung, giá bình thường, đều xe có trầy trước chứ không gọi là mới ken. Cho một con xe, chiếc xe này là 18 triệu, em giảm 1 triệu còn 17 triệu. Tới cái hàng là còn 16 năm cho một con Futra Neo FI bánh mâm. Rồi tiếp theo là có một con màu này nữa cũng ok luôn, một con Futra Neo Futra mập FA luôn. Xe này đi bánh cam. Đó, hộp xe có nổ chút xíu. À, 69F1 xe Cà Mau. Rồi 17.500 giảm chị 2 triệu, còn 15.500 là tới cửa hàng ai ship đi là 16 triệu. Và kế bên là một con Jupiter 11 năm, em giảm chị 2 triệu, còn 9.500 tới cửa hàng ship đi là 10 triệu. Lưỡng lự giữa con Jupiter và con Sirius nó đều 110 hết. Thì con Jupiter sát lớn, mình dài, chạy đường dài rất là ngon. Phục dầu trợ lực đây quý anh chị, máy móc zin đầu nồi chưa rớt. Cho một con Jupiter này tới cửa hàng có 9.500, xong ship đi là 10 triệu. Xe cũng có đề thước một vài chút anh chị, không gọi là mới ken xà beng. Còn như hai silo này là 68E1 này 12 triệu em không bớt, nhưng hôm nay tới đây thì giảm chị 1 triệu còn 11 triệu. Và ship đi là 11.500, máy móc zin đầu nồi chưa rớt, xe rất liền thẳng từ đầu đến đuôi ngay quý anh chị. Loại này thì nói chung những cửa hàng khác có thể bán rẻ hơn em hoặc là cao hơn em thì chuyện quá, thì đó là chuyện người ta bán, mỗi cửa hàng bán một cách khác nhau. Nhưng thưa quý anh chị là tiền nào của đó, chất lượng của em đưa ra có bảo hành cho anh chị 1 năm lần chứ bảo hành 1 ngày. Thành thử về cái giá cả và chất lượng của em đưa ra cho anh chị là một cái sản phẩm gọi là tối ưu nhất, thì em nói anh chị rồi. Em đem chiếc xe về em khắc phục hoàn toàn từ A đến Z, từ cháy bị thương từ đầu đến đuôi nghe quý anh chị. À, làm gì? Một khi một cái xe mà em nói anh chị rồi nó bị gọi như là chày xước này, hay là nó bị đứt dây đầu mát nè, đứt thắng này nọ, em phải hỗ trợ anh chị hoàn toàn hết trước khi anh chị tới cửa hàng lấy một chiếc xe hoặc ship đi cũng vậy, để cho anh chị liều mò gọi là một thiết bị an toàn. Em đứng được bảo hành 1 năm thì em biết một cái máy nó như thế nào, bảo hành chị 1 năm. Còn xe rớt đầu thì nhiều khi có thể nó rẻ hơn, nó chập choạng có thể rẻ hơn, bắn dặm có thể rẻ hơn, nhưng mà chất lượng nào là của đó thì cũng thưa quý anh chị rồi. Thì làm người em nói rồi, sống ở trên đời hại người là hại ta, mà cuộc đời của em nguyền rủa bản thân trong nghề bán xe của em là như vậy. Còn trong lĩnh vực mua bán thì mình gọi là chia sẻ tình thương, giảm bớt cho những mảnh đời khó khăn, những anh chị cần mua chiếc xe làm phương tiện đi lại. Em có thể chia sẻ cho anh chị một cách nhiệt huyết nhất và nhiệt tình nhất, chứ không phải em bán hàng. Mà em nói bán rồi thôi chứ cần chi, tại sao em lại trao đổi xe lại cho anh chị trong tuần? Rồi những anh chị ở địa phương xa từ miền Trung, miền Tây, miền Bắc mua xe về chạy trong tuần 10 ngày không thích, đổi lại ở đây em vẫn đổi vô tư cho anh chị, cái giá niêm yết nó vẫn còn nguyên ngay quý anh chị. Thì em đã nói là em phải làm thực tại là như vậy, và chất lượng của em đưa ra cho anh chị một cách là ok nhất, chứ không phải em bán hàng mà nói là bỏ con giữa chợ, bỏ con giữa đường đâu. Thành thử là làm người ông bà nói rồi mà, gieo gì thì gặt đó anh chị ơi. Mình mua dễ thì mình bán dễ, mà mình khắc khe thì mình lại bán lại khắc khe. Thì cái cuộc đời vậy, có chia sẻ và san sẻ cho quý anh chị mình trong cuộc sống, những chiếc xe nào mà hợp lý nhất là em nên làm. Thì làm người mà mình cần có chút lương tâm, nhưng nói cái miệng thì nói lương tâm nhưng trong ruột thì thú quắc, không có được đâu anh chị. Em nói thẳng, chia sẻ là chia sẻ. Nhiều khi em qua anh kia lên đổi qua anh pha đó,
anh đỡ qua anh pha đúng thiệt, mình lời được 300 ngàn, mà thấy anh về bên Hòa không có, mình bớt là anh 150 thôi kệ cha, còn 150 mình lấy cái người khác anh bù vô cho anh hết tiền rồi. Anh làm công trình là rất là khó khăn. Đây, cái xe chạy tốt, anh có coi clip em thì cũng bấm cho em một like, cảm ơn anh đã chia sẻ cho em. 61H1 20383, con này là 13 triệu không bớt, nhưng anh em bớt trên 12 triệu. Em giảm cho anh chị 12 triệu là tới cái hàng ship đi là 12 năm. Trong lúc em bán hàng em báo giá thì có cái lộn, có cái cao, có cái này cái nọ của anh chị, nhưng mà lúc em báo giá thì em biết. Nhưng anh chị tới cửa hàng hoặc là trên điện thoại để mua bán với em, nhiều khi nhân viên của em có thể làm lộn một chiếc xe đó bớt 500 một triệu gì đó, thì anh chị cứ nói rõ ràng với người ta rồi chia sẻ cho em để em làm một cách khỏi mất lòng anh chị. Hai silo này chị, máy móc trên đầu nào chưa rớt, xe rất liền sạch và thẳng. Từ anh giấy từ chiếc thương đó được cái đồng hồ Goso đó chị, một cái đồng hồ Goso thì cái giá nó có hơn chút xíu thôi. Tiếp theo là một con 61C1 12 triệu, em giảm anh chị 1 triệu còn 11 triệu tới hay là còn 10,5. Nhưng anh chị tới cửa hàng mà có ưu ái mà gọi cảm thấy mến màu em thì em sẽ chia sẻ anh chị 10 triệu luôn một con xe này. Em có quyền được bán, được giảm giá, được lợi ích là nhiều là bản thân mình tự chia sẻ cho khách hàng. Chứ còn nói anh chị kêu bán xe không lời chắc người ta giàu lắm, nhưng không có đâu anh chị ơi. Tại vì em bán xe thập cẩm, tầm trung, những cái dòng xe phổ thông và thông dụng, chứ không phải như những con xe gọi là cổ điển kia. 68G1 này 24 triệu 500, anh em bán còn 22 năm, này tới cửa hàng giảm thêm chị 500 nó còn 22 triệu, ship đi là 22 năm cho anh chị nghe. Một con Winner V1, cái cản có trầy, người ta còn cái đồ ta chở ba lô gì que, cái ba ly á, nó cả cái ba ly lên đây nó trầy cái này, còn chiếc xe liền lạc, máy móc zin màu vàng phiên bản thể thao từ đầu đến đuôi đó. Anh chị cứ chọn con xe này chia sẻ cho em một con này nghe, một con Winner. Buổi trưa rất là nóng rồi quý anh chị, chứ không phải là nãy đâu. Tiếp theo là một con 67B2 56409, 19 triệu em giảm 2 triệu còn 17 triệu là tới cửa hàng, ship đi là 17 năm. Nghe quý anh chị, Hatch Center xe cũng có trầy trước 2014 này. Mời thử một vài chút nhỏ, vỏ bánh trước sau dày cui, máy móc trên đầu nồi chưa rớt. Cho một cuộc tình của con 2014 này chỉ có 17 triệu chị tới cửa hàng. Nhận con xe này lúc em quay không thấy cái rõ chi tiết, anh chị cứ kết bạn cùng em trên Zalo màn hình nghe quý anh chị. Con 70F1 03543, 18 triệu em giảm chị 2 triệu tới cửa hàng, ship đi là 16 năm. 16 năm một con ẹt hai càng, máy móc zin đầu nồi chưa rớt, vỏ bánh dày cui trước sau như một. Để cho em cái luôn đầu con xanh xanh thì có thể đây luôn đó, khách đừng coi con xanh này. 64F1 30 triệu, em giảm 3 triệu còn 27 triệu, 344 18. Đó, xe đi mười mấy ngàn cây anh chị, 2018 xe hết đời, vỏ bánh còn theo xe, bọc keo nguyên con chưa sơn dặm miếng nào, lột keo là như xe mới, gỗ vô xanh lè dài dạt liền lạc cho quý anh chị. Một chiếc này là một chiếc Accenter 150 2018 hàng hết máu. Và qua trở lại bên này là kế bên em có một con Hasilo, con Hasilo này thì nói chung nó quá đẹp anh chị, nó mới chưa tưởng tượng, chưa sơn dặm bắn tút luôn nha quý anh chị. Mình có đĩa này đó, thì giá nó khác liền. Một con Hasilo này nói chung là nó chuẩn thì em cho giá chuẩn. Đầu cổ chưa rớt, rất bích và rất bích liền lạc cho một chiếc xe máy móc zin đầu nồi chưa rớt, bảo hành anh chị một năm cho một con Hasilo này, thì với cái giá của nó là 62E1 15231 15 triệu em giảm 1 triệu rưỡi còn 13 năm là em bao ship tới hàng đến chị 13 triệu cũng được. Xe này em mua 12 triệu 500 thôi, báo giá cho anh chị chính xác luôn. Tiếp theo là một con 29D2 Hà Nội không vội được đâu, quay thái đúng 110 anh chị, 37043, 25 triệu em giảm 2 triệu còn 23 triệu. Anh chị muốn rút hồ sơ hỗ trợ cho anh chị luôn, Hà Nội rút tốt, bô bọng còn luôn nghe, bô thái nè 1985 NF110 đúng 110, bô 110 niền xăm cô si còn luôn nghe, phục phèo còn hết nghe, vàng áo thì bọc keo nguyên con, cặp lốc cũng khá xinh, đầu có rớt nhưng rớt rất đẹp, nếu mà nhìn vô thì nó không bao giờ rớt được đâu. Nhưng em thấy rớt em sẽ báo anh chị là một cái rớt cho nó dễ coi và dễ dàng nhẹ nhàng với cái thằng yêu của mình. Những chiếc xe nào đây, keo bọc nguyên con nghe quý anh chị đó, đó cho nên trầy keo không trầy xe, em quay rõ ràng chi tiết luôn đó, đầu cổ này khá đẹp luôn nghe, niền sam cô si còn hết nghe quý anh chị, đây sam cô si còn luôn, quay chi tiết anh chị coi đó, niền trước niền sau còn hết nghe, cặp đùm mà đùm bánh thì có bắn rồi, đùm bánh thì có bắn rồi nghe quý anh chị, sạch sẽ và nhiệt huyết nhiệt tình luôn. Còn con này là cọc rồi, cọc 1 triệu rồi, rồi ra đi luôn, một con quay xanh xanh dễ thương. Và tiếp theo về đây là một con GD biển số 48B1 51506, xe thẳng băng,
24 triệu giảm 2 triệu còn 22 triệu này. Ship đi là 22 năm GD hàng bỏ mẫu anh chị ơi. 110 rất lợi xăng, rợ nhiên liệu anh chị, đây là khỏi bàn cãi luôn. Máy móc này anh chị, đó. Suzuki GD này, đó. Liền lạc sạch sẽ màu xanh, đồng hồ Chromex vận hành đầy đủ cho một chiếc xe GD. Thì bán hàng em chỉ diễn tả và chi tiết nói thật theo lòng người. Mua Phật thì mình sống phải có một cái đầu đất chia sẻ cho anh chị, có gì nói đó hay không nói bậy. Em á, ăn bậy nói bậy, làm bậy là em làm không được, vì em diễn tả cho chính xác chiếc xe ở xa người ta tới không hụt hẳn chiếc xe nào. Em nói có dọn có dặm, có bắn túc thì em báo bắn túc, cái này đều có riêng là có riêng. 53V41432 16 thì em giảm 2 triệu tới cửa hàng còn 14 triệu của anh chị, mà ship đi là 14 năm nghe. Một con Jim luồn đời 97 nghe, tem xanh. Nhưng người ta dọn rất sạch sẽ, xe này dọn từ đầu đến đít, từ chân đến giò luôn. Dọn rất nổi. Đó, lốc có dọn, dọn rất đẹp, vô còn luôn nghe, đầu nồng AT còn luôn, đầu nồng bình xăng còn hết, dọn thẳng một chiếc xe Jim luồn. Thiếu hai cái bẩn anh chị thấy khó coi đấy. Chứ em vô hai cái bẩn là coi như tuyệt vời trong đời luôn. Vô hai cái bẩn những cái xe rất là thanh tú. Tiếp theo là một con 53X14844. À, con này là một con Jim Thái dọn nguyên con à, thì mua một cái xác vậy anh chị thử dọn với xe vậy, khách xài người ta dọn người ta bán cho mình thì mình dọn qua nổi. Nó có cái này thì anh chị dọn, không có này thì thua luôn. Chia sẻ cho nhau bằng chiếc xe này. 27 thì em giảm 2 triệu, 15 triệu tới cửa hàng là 15 triệu, ship đi là 15 năm cho một con Jim Thái liền lạc và sạch sẽ như vậy chứ, nó không điểm lộ điểm nhỏ. Kế bên là một con Superim, Superim 2000 nghe quý anh chị, Superim đời 2000, dọn full, dọn đẹp luôn, dọn thẳng tân về chỉ chạy thôi anh chị. 14 năm em giảm chị 2 triệu còn có 12 năm thôi. 12 năm cho một con xe Superim này, biển số 85 này, tới cái hàng là 12 năm, ship đi là 13 triệu rồi đó. Anh chị chia sẻ, anh chị có gì em bán đó, có gì em nói đó. Kế bên là một con Jim lùn, một con Jim lùn là 82B1 18796, thì xe em về cũng có lẫn lộn bỏ tùm lum tà lá hết trơn, thì cũng chia sẻ cho anh chị luôn. Một con Jim lùn này 9.8 triệu không bớt, như tới cái hàng bớt 500 còn có 9.3 triệu, hãy mua 9 triệu rồi. Nó thật anh chị, một con Jim lùn Nhật mà chưa tới 2 chỉ vàng, có chỉ rưỡi vàng, lúc đó mua lần 7-8 cây vàng, nhưng mà chia sẻ đầu nồng AT còn hết nha quý anh chị, bình xăng còn lốc còn đẹp nghe. Đó anh chị mua về cái đầu này có hở chút xíu này, em sẽ khắc phục đó lại cho anh chị yêu mình một cách tốt nhất. Và tiếp theo là một con Raider Sunker, con này là máy móc Jim đầu nồi chưa rớt, xe liền sạch sẽ, gọi là không mới keng, nhưng mà điểm xe cũng còn khá đẹp. 2-3 năm em giảm chị 2 triệu còn 21 năm. À, tới hàng lấy một em mua 20 triệu rồi anh chị, em nói thật con nào đó là cái đó, vỏ bánh trước sau về cui, máy móc chiên đầu nầu chưa rớt. À, tình cảm tình thương nổ khỏi cần nổ luôn. Em bán xe đơn sang cơ thì anh chị chọn con xe nào thì mua con xe đó, em quay chính xác. Nếu anh chị cần thiết em sẽ cho anh chị có đi hình ảnh. Một con Jim Thái 66P2 20294. À, con xe này cũng dọn quá khá nghe, dọn đồ cũng đều đồ đẹp đồ nhiều lắm. Dọn cái 19 triệu xe này, ngay chủ ngay tên, anh chị muốn sang tên rất là dễ cho con xe này. 19 triệu em chỉ giảm 500 thôi, còn 18 năm tới cái hàng, ship đi là 19 triệu cho một con xe này. Tại sao con xe dọn đi có 15 triệu mới vừa quay qua anh chị coi đúng không? Nhưng con này tới này, dọn chân nào là của đó, mà tiền nào là chất lượng đó anh chị. À. Tiếp theo cho em là một con gì đây ta? Con 18D1 15675, quay X110 mặt nạ lớn. Xe này là 10 triệu 500 không bớt, hôm nay em bớt cho anh chị 1 triệu còn 9 triệu rưỡi anh chị tới cái hàng lái xe mà chạy, còn ship đi là 10 triệu. Em bảo hành anh chị 1 năm lận nghe, cho dù có 8 triệu bảo hành chị năm luôn, vì Honda, Yamaha, Suzuki em không sợ. Vì chất lượng đã có thịnh hành trên thực tế, em bao anh chị là như vậy, em bán là em bảo hành hết nghe. Còn tiếp theo là một con này là con 36L9 6971, 12 năm em không bớt, nhưng hôm nay em giảm cho anh chị 1 triệu là còn 11 năm tới cái hàng, 12 triệu em ship đi. Tình trạng xe này liền lạc sạch sẽ từ đầu đến chân nghe, dàn lông, dàn bô là còn hết nghe. À, còn nguyên thủy cái hộp trước có bắn lại thôi, còn đầu là chưa có rớt nghe, em bao anh chị đầu chưa rớt. Còn nguyên cái xe à, đầu chưa rớt nha, cái này đầu chưa rớt, phải rồi chưa rớt, cái nào rớt em sẽ báo rớt, đầu chưa rớt. À, dưới này nó có bẻ một miếng ngay khóa yên anh chị, em quay rõ ràng đó, nó nứt một chút ngay khóa yên đó, em quay rõ ràng chứ không có quay tầm bậy tầm bạ, chứ để anh chị à, thấy mà hụt hẳn cho em là không có được. Ừ. Tiếp theo là một con quay hết RS100 61N1 3690, 10 triệu em không bớt, em giảm chị 1 triệu còn 9 triệu tới càng, ship với là 9 triệu rưỡi nha quý anh chị. Con xe này dàn lông theo năm tháng, nó có trầy trước một vài đốm nhỏ, vô vọng còn nguyên, đầm niền phục còn hết nghe. Nó không bẻ miếng nào nhưng nó có trầy trước một vài chút nhỏ nhỏ thôi, không đáng kể. Trầy mạnh em sẽ báo anh chị luôn, trầy mạnh em lội ra ngoài rồi. À, cho còn có trầy nhỏ nhỏ thì xe cũ mà làm sao tránh khỏi đúng không anh chị. Tiếp theo là một con này là con gì ta, con 59P1 369 32, 35 triệu em giảm 3 triệu còn 32 triệu như tới cái hàng, em chia sẻ thêm chị chút xíu nữa. R15 nghe quý anh chị, Yamaha R15.
Yamaha R15 máy thì khỏi cần nổ, đồ rất chuẩn, bảo hành anh chị 1-2 năm cũng được cho con R15 này. Cấu trúc và đó, Yamaha R15 V3, R15 V1 đầu cô Phật, nói tầm bậy đó. Kiến sắt kiến gấp cho chiếc R15 này, nên anh chị mua FZ, mua Accenter hay R15 thì mỗi một giá tiền chọn cùng khác nhau nghe. Và tiếp theo em về một con này là Suzuki GSX, biển số là 83P3 70725. Đó. Nói trong xe không một vết lỗi, tặng anh chị thêm cây bô nữa nghe, nó hai cây bô. Đây. Suzuki giá là 39 triệu sao em giảm 2 triệu còn 37 triệu. Đặc biệt hôm nay chị tới hàng em sẽ giảm đến 500 là còn 36 năm. GSX nghe. Xe quá thẳng luôn anh chị ạ. Suzuki GSX. Rất thầm hố cái này, đầu dài nghe chứ không phải đầu rời nghe. Đầu dài nó đẹp hơn. Tới cái bảo vệ mặt kính đồng hồ ta chưa gỡ luôn chị này. Người ta chưa gỡ, nó còn nguyên thủy của một con Suzuki này. Quá xài xịn mít cây nghe. Bấm nút là chạy luôn. Nổ thì buổi trưa nắng quá. Tiếp theo là một con Suzuki 50, dùng cho những anh chị nào không có bằng lái, như em học sinh sinh viên, những cô dì chú bác đi chợ gần, thì 59XB03515 8,5 triệu em không bớt, nhưng tới cái hạn em giảm còn 8 triệu, ship đi là 8 triệu 3 ngày quý anh chị. Em bao ship chỉ là 8 triệu 3, một con Suzuki 50 rất liền lạc và sạch sẽ nghe. Máy móc em ru đầu chưa có đất luôn, đó, liền lạc. Trên cái đầu này chỗ này có cột một cái cọng dây kẽm. Đây người ta không biết là cột, em sẽ gỡ em làm lại khắc phục này cho anh chị là ok rồi. Còn mỏi về đó, nó yên vậy không miếng chỗ đó. Chính xác luôn cho em cái. Một con RX này thì nó khá đẹp, dàn chân, dàn lông, dàn mái, đầu có rớt nhưng rất rất đẹp. 37X2. 12 triệu không bớt nên em giảm 1 triệu, còn 11 triệu anh chị tới cái hàng là còn 11 triệu, ship đi là 11 năm, tùy thêm một con RX. Tại sao con này em mới quay cho anh chị này có 9 triệu đồng. Đúng không? Mà tại sao con này tới 11 triệu thì tiền nào của đó em chia sẻ anh chị rồi. Mỗi cửa hàng một cách bán hàng khác nhau, còn luôn riêng em luôn tôn trọng khách hàng và bảo hành tới 1 năm lần anh chị. Chiếc xe là cái 7-800 ngàn 1 triệu đứng bảo hành 1 năm, ai làm được như em chưa, chắc chưa đâu. Không bảo hành được đâu nhưng em vẫn bảo hành, em biết cái số lượng xe về bao nhiêu chiếc và chất lượng nó gồm là còn bao nhiêu chiếc đứng ra bảo hành cho khách hàng yêu của mình. Đây. 59D1 800002, 10 triệu 500. Em không có bớt nữa, tới cái hàng để 9,5 triệu ship đi là 10 triệu gì. Mỗi con em sale thay mới gần tới lễ 30 tháng 4 thôi. Thì anh chị yêu mình chọn cho một chiếc xe nào, anh chị mình làm phương tiện đi lại, về thăm ngoại nội thăm ngoại, hay đi phượt Vũng Tàu, hay đi đâu cũng có là một chiếc xe để mình chia sẻ cho anh chị nghe. Và tiếp theo là một con 61N7 4238. Này, quay A đầu rồng, nhưng xe rất đẹp, dàn lông dàn lá riêng nghe, tem còn luôn nghe, đầu nồi bít luôn nghe quý anh chị. Đầu nồi bít cho một con xe này, cái giá con quay A đầu rồng này tùy theo con. Có con em bán có mấy triệu, mà có con em bán tới 10 mấy triệu thì anh chị cũng biết rồi. 61N7 11 năm không bớt, ngày nay em bớt anh chị 1 triệu rồi còn 10,5. Ship đi là 11 triệu nghe, 10,5 là anh chị tới cái hàng lãi cho em những con xe này. Rồi để em đợi này, em có 82, Suiva này, Suzuki đồ anh chị này nhiều lắm, Jupiter, Alex đầu bò, Suzuki FI, còn xe trong nhà còn nhiều, Elizabeth nó quá trời, nhưng quay được lượng ngày nào quay 2 ngày đó. Thì em sẽ chia sẻ anh chị hết mình những chiếc xe đã có mặt ở đây nghe. Em làm bán RX cho anh chị, còn ai RX em bán được tầm này là giá dễ coi dễ thương. Hai con màu vàng, hai con màu đỏ nó nhiều lắm. Một con này là anh chị nhìn chiếc xe này, RX mặt nạ lớn nhưng xe có trầy xước cái tem anh chị. Anh thích thì lột bộ tem nó dán là bộ tem mới thì khá đẹp đó, nhưng em không dán tem lô. Anh chị thích thì em sẽ dán anh chị bộ tem 3 lớp. Còn chiếc xe này nè, phục trước phục sau niền căm bánh vỏ riêng hết nè, trời ơi cái đầu cũng đẹp anh chị. Nó rất mà rất rất là đẹp. Nhưng còn cặp lốc thì khỏi bàn cãi luôn, lốc anh chị coi như sơn vậy đó. Lốc khỏi đẹp, hộp xanh đẹp cực kỳ luôn. Đó, biển số Hồ Chí Minh, Tây Tây cho anh chị yêu mình luôn. Em ở đây em bán xe không quan trọng biển số thành phố, biển số tỉnh, biển số nào hết. Miễn là em bán trên YouTube có biển số nào, có chiếc xe nào anh chị chốt là em vui rồi. 59C4 này. 11 năm không bớt, có thể em giảm cho anh chị 500. 1 triệu đi, còn 10,5. Còn ship đi là 11 triệu cho một con này. Em nói thì cây bô cũng đẹp. Đùm nó đẹp, bô cũng đẹp, lốc anh chị ơi, coi cái lốc. Có tem có trầy, em báo tem có trầy, anh chị thay bộ tem là ok cho em luôn. Và tiếp theo em về một con này là con Janus. Janus 68G1 46322, 21 triệu em giảm chị 2 triệu là còn 19 triệu nghe. Ship đi là 19 năm. Quá mất cây. Màu nhám xe hốt nghe. Chiếc này hốt lắm anh chị ơi, quá sạch sẽ và quá thẳng luôn. Cho một chiếc Janus. Quá liền lạc và đẹp đẽ nghe. Tiếp theo là một con Novo 6 này, em có báo anh chị rồi nè. Con một con Novo 6 này xe có trầy trước, em quay ngay chỗ trầy luôn chị thấy luôn nè. Em rất là thực tế đó, nó trầy ngay chỗ có tem chỗ phía trầy. Còn xe không một vết lỗi, máy móc zin đầu nồi chưa đất. Biển số là 60B8 xe trảng bom Đồng Nai, 16 triệu giảm 2 triệu còn 14 năm là tới cửa hàng ship đi là 15 triệu cho anh chị chiếc xe này.
đó, inox bọc nguyên câu, sáng trưng sáng chói đó anh chị coi. Máy móc cũng vậy chứ không phải em bán láo bán xạo đâu, đem nó thẳng cái gì có là cái đó, còn máy bảo hành chị 1 đến 2 năm cũng được, còn bên này không có trầy, miếng nào bên đó trầy một chút. Anh chị chấp nhận chốt con xe này em mới chia sẻ cái giá từ buổi ban đầu cho đàng hoàng. Tiếp theo một con xe rút tem qua giang, một con xe rút tem qua giang này thì nói chung là nói chung xe nó không mới lắm mà không cũ, bánh mâm xe đều, máy zin đầu nồi chưa rớt cho một con xe rút tem qua giang. Một xe rút tem qua giang này thì anh chị cũng nhìn vô cái xe anh chị cũng biết rồi. 43F1 12 năm em giảm chị 2 triệu đô còn 10 năm. Xít đi là 11 triệu em chơi đẹp. Những cái gì anh chị nói là cứ alo, nếu mà em còn báo giá thế này mà đúng như cái lộn có sai suất cái gì anh chị coi qua YouTube rồi. Mà lúc em làm YouTube thì không có nhân viên đi bên cạnh em, thì cái gì có cái sai suất thì anh chị cứ alo cái để lỗi làm mất lòng anh chị rất là nhiều. Và tiếp theo là một con 59i1 10 triệu em không bớt chính xác luôn, nhưng tới cửa hàng em giảm cho 500 còn 9 triệu rưỡi mà ship đi là 10 triệu. Con xe đầu có rớt anh chị, máy móc thì liền em ru vàng lông vàng lá liền, không bể miếng nào, sạch sẽ cho một con xe chỉ có 10 triệu đồng anh chị, chạy 3 năm em mua cho anh chị 9 triệu, nó không còn đường lỗ với giá lỗ một chiếc rưỡi nữa. Mà tiếp theo là một con 52T6 này 10,5 em không bớt, nhưng tới cửa hàng em giảm chị 500 còn 10 triệu, còn ship đi là 10,5. Máy móc thì không bằng cãi, khỏi phải suy nghĩ một cái nào hết đó. Lốc chân sạch sẽ, xe đều đặn liền lạc. Những anh chị nào chốt những con xe này ok cho em đi, em bán hàng chỉ cần anh chị chuyển khoản 1 đến 2 triệu đồng em sẽ ship về địa phương cho anh chị. Đó là thực tế, tại vì bán hàng ở đây thưa quý anh chị là cơ sở và địa chỉ kinh doanh của em đã được 20 năm rồi, em làm ăn rất là uy tín và chất lượng đến với anh chị, chứ không phải bán hàng trên trang mạng lừa đảo đâu anh chị. Trang nhiều cũng có nhiều chỗ anh chị chuyển bị mất tiền đó, thực tế luôn đó. Đứng vô nhà người ta chụp cái hình nói xe ngay chủ đứng ngay tại nhà, anh chị chuyển tiền là mất tiền, đó là cách rõ ràng và chi tiết nhất cho quý anh chị yêu mình luôn. Tiếp theo là con 17 này thì khỏi nó đẹp rồi, 17 14 năm em không bớt, nhưng mà có tới hàng bớt cho anh chị 1 triệu còn 13 năm. Ship đi là 14 triệu. Đó, mặt nạ lớn vô dĩ, tem dài. Máy móc gì? Đầu nồi chưa rớt, em bao anh chị luôn, cái nào nói là chính sách, nó có sách mách có chứng. Liền lạc và quá sạch sẽ cho một con xe này, mặt nạ vô dĩ, hồi nãy tầng vô dĩ nghe. Còn đây, đầu tiếp theo là con siêu nhân. Tại sao những siêu nhân có thể em bán 7 triệu, vừa rồi bắt con 5 triệu 3 đó chị. Nên con siêu nhân này á, là 12 năm dễ giảm 9 triệu còn 11 năm đi, tới cái hàng là còn 11 năm mà ship đi là 12 triệu. Đó, em chỉ đơn giản chia sẻ, em không bớt như vậy anh chị đó. Nói chung từ hồi xưa từ 2012 xe liền lạc sạch sẽ, cũng có trầy xước một vài chút nhỏ nghe, chứ không phải gọi là mới ken. Một con xe này quá thẳng tưng luôn. Đây, quay thái anh chị đó, đó chính xác rồi. Em sẽ ra review cho anh chị mấy con xe ga. Thì nói gần nói xa của nó thật, em là thằng bán xe cũ nhưng bán theo cái nguyện vọng của mình. Một người làm tốt lành hay không, anh chị được ưu ái hay không cũng do mình tạo nghiệp. Thì em nói anh chị rồi, trong cuộc sống em mới là người lao động, người khổ cực. Thì anh chị mua chiếc xe cho dù bỏ tiền ra đơn giản như em thôi. Em ăn một tô phở 30 ngàn, mà một tô phở anh chị cũng 30 ngàn, mà chỗ nào ngon cho anh chị có quyền được lựa chọn một quán ăn sáng thôi. Nhưng mà 30 ngàn anh xứng đáng đồng tiền, chứ 30 ngàn không như cũng không được. Có một chiếc xe anh bỏ ra 3 triệu chị mua chiếc xe chạy được, chứ mua xe gì mà chạy không được làm cái gì. Đó là mà khắc phục từ buổi ban đầu chia sẻ cùng anh chị nghe. Và trên đây là một con 70K8 này. Đây. Đó, mi ô nhỏ ngay, xe zin từ xưa đến giờ luôn anh chị, không sơn dặm bắn túc. Máy móc zin vỏ bánh dày cui, xe có trầy một vài đốm nhỏ đó, vàng xám vàng mờ của nó là còn nguyên, chưa phóng một cái gì hết luôn. Xe bao té cho anh chị luôn nghe, bao té ngã, có trầy xước nhẹ. Nhưng bao anh chị té ngã. Còn đây là một con Mio bụng tương thay một vàng áo mới. Còn bộ tem trong cái cốt em chưa dán bộ tem. Đây con Mio rất sạch sẽ liền lạc, máy móc zin đầu nồi chưa rớt, bảo hành chị 6 tháng như thường lệ nghe. 7 triệu em không bớt, tới cái hàng em giảm chị 500 còn 6 triệu rưỡi. Và ship đi có thể chia sẻ cùng nhau chút xíu trong tình thương. Thì đó là em bán hàng ăn kỹ thực tế và thực tâm vậy thôi. Còn ai nghĩ về em như thế nào thì nghĩ, không quan trọng, ai bán hàng là theo cái nguyện vọng của mình thôi. 59X2 52936 2012, một con Glitzico rất là ngộn ngỉnh. Cái máy gì coi này nó trắng phéo và phèo luôn, nó trắng tinh luôn em cũng nói lắm, nó trắng tinh. Máy là ok, máy lốc này là liền lạc rồi. 12 năm em giảm 1 triệu còn 11 năm, tới hàng là còn 11 triệu. Nó liền lạc sạch sẽ, không mới ken nghe. Nhưng mà nó đều xe lắm anh chị, một chiếc xe rất là đều, một con Glitzico nghệ sĩ ngộ ngỉnh. Tiếp theo Alex đầu bò như thường lệ thì 14 năm, tới cái hàng để anh chị 13 triệu, ship đi 13 năm. 59V1 coi kỹ chia sẻ giùm em, máy móc là zin rồi, em bảo hành anh chị mới là 43 triệu anh chị, mà bây giờ còn 13 triệu lỗ 30 triệu rồi. Anh chị đi 10 năm nữa cũng còn lỗ 3 triệu rồi, hết mất rồi, con đầu bò không ai mua được dưới 10 triệu hết anh chị, đúng không? Chia sẻ anh chị mình luôn. Và đây một con Alex 125 thì có nhiều con em bán có 17 triệu thì có nhiều con em bán tới 25 triệu, mà con này tầm trung giá xe đều sạch sẽ về chạy, có bán giảm cái cản anh chị. Đó thì em báo chính xác này,
62B125934, 22 triệu em giảm chị 2 triệu. Còn 20 triệu ship đi là 20.05 nghe. Còn một Vision này quá đẹp, trời ơi đẹp, con ngoài này mới vừa bán xong. Trống chỗ rồi, còn con này nó quá đẹp luôn chị ạ. Lốc có riêng cái đan chị nè, lốc riêng nha. Vàng lông, vàng lá thì riêng hết, nhưng con có bắn dầm một vài chút nhỏ. Chứ làm sao mà tránh khỏi được, xe cũng có trầy xước, đa số nữ đi như cảng này có bắn này, như cảng nó trầy khó coi. Thì người ta bắn lại chia sẻ cho anh chị mình luôn một con Vision. Đó. Quá dữ và quá đẹp luôn. 92E1 160043, 15.500.000 không bớt, nhưng bên em giảm anh chị 1 triệu, còn 4 năm. Ship đây là 15 triệu cho con xe thẳng, xe này quá thẳng. Tại vì con xe đời cao. Thì em báo anh chị mâm trắng đời cao 24 à. Thì em báo anh chị chính xác là như vậy. Còn hôm nay em về một con Vespa thì khỏi bàn cãi cái độ đẹp của nó. Cái vỏ anh chị mới thay vỏ về cô vỏ mới một con Vespa nghe, đèn vuông. 2013. Đó. Quá liền lạc sạch sẽ, lốc đen này 12 nó dòng lốc đen xe nhập, đồng hồ đời dung này. Đó. Đây. Đó, hai cái vỏ đựng đồ rất là dễ thương trong Vespa này, liền lạc từ đầu luôn, máy móc là zin. Lốc hộp xài, lốc lớn. 30 triệu giảm 2 triệu còn 28 triệu cho con Vespa này. 125 pa van IE xe nhập. Quá dữ luôn thì xe đẹp, đẹp thiệt. Em nói khen xe đẹp là em nói đẹp. Biển số Bình Dương nghe. Tiếp theo là con 59M1 này. Thì Liberty nhưng nó 2015 là anh chị. Đời cuối con lốc hộp xài. Lốc hộp xài thì anh chị nào đã đụng tới Liberty và Vespa chạy thì biết rồi. Cái máy của dòng Vespa Liberty nó không được êm như xe Vision. Nó nổ rạc chứ không bao giờ êm được. Anh chị phải hiểu được chiếc xe đó mới mua vô mua được. 18 năm giảm 2 triệu còn 16 năm. À, em giảm 2 triệu tới cái hàng này ship đi 17 triệu này nó 2015 nghe. Đúng con xe của em quá sạch sẽ luôn nghe, quý vị sạch sẽ. Vàng xám vàng bọng chưa sơn dặm bán tốt nghe. Rồi tiếp theo con Liberty. Và đây là một con Liberty mua mới 6 mấy triệu, hôm qua có khách chào em 40 triệu. 27. Nhưng mà em nói thì anh chị em bán con này có 30 triệu em giảm còn 26 triệu 500 cho anh chị. Một em giảm còn 26 em mua 25 năm em được 1 triệu đồng 59Z2 12257. Đó. ABS nghe, ABS. Máy thì khỏi bàn rồi. Liền là ABS, Liberty, ABS đàng hoàng. ANZ phiên bản mới luôn. Anh chị thấy rẻ chưa? Sao mua mới bao nhiêu mà mua lỗ nhiêu, mình mua cái xe này mình chạy nó còn ngon gấp mấy chục lần. Anh chị tính thì nó lợi nhuận cho mình rất là nhiều. Tới một chiếc xe Liberty này. Còn đây là một Liberty SI luôn. Là lại có 15 triệu biển số 70. Em giảm còn 13 triệu. Tới hàng ship đi là 13 năm nghe đó. Chia sẻ có con giảm nhiều, con giảm ít cho anh chị cứ báo giá giùm em đó. Nếu không có em ở nhà anh chị tới cửa hàng hoặc là ship đi thì bên cửa hàng có báo sai thì anh chị cứ báo lại cho em cái để em khỏi mất lòng anh chị nghe. Và tiếp theo đây là một con này là một con Alux 2008 mà xe khá dữ nghe. Nói chung là nó đều xe lắm. Ở đây dòng xe đang bán xe sạch và liền. Đó, như mấy con xe lên Thái anh chị này, 2010 lên Thái này. Đó, 2009 lên Thái này. Đẹp không? Đó, những con xe này gọi là con nó lên đầu Thái hết nhưng mà cái giá hợp lý cho anh chị luôn. Một chiếc xe đem coi thử nè. Từ từ bình tĩnh, đừng manh động. Báo giá chính xác. 70R1 12.500.000 em giảm 1 triệu còn 11 năm là tới hàng lại ship đi là 12 triệu ngay quý anh chị. À bữa xưa em không bớt mình em chia sẻ anh chị nè. Tới 30 tháng 4 rồi, lễ lộc tới đâu chia sẻ anh chị. Con zin mặn đều đẹp lắm, nó thẳng xe anh chị ạ. Tiếp theo là con Alux 2010, biển số 62Y1 6024, 18 triệu em giảm 2 triệu 16 triệu. Là ship đi đặc biệt hôm nay anh chị tới hàng em giảm cho anh chị thêm 500 nó còn 15.500.000. Chiếc xe này máy móc zin đầu nồi chưa rớt, vàng lông có bắn dặm là một vài chút nhỏ nha quý anh chị. Chiếc xe không cấn động, không té ngã, hai cái gù tay còn nguyên. Chất lượng em nói 100% đúng, hai con 2010 chỉ có 15.500.000 đồng là tới gan. Và tiếp theo con này là 21 năm, 59L1, xe thành phố Hồ Chí Minh Kỳ Tây. 2010 lên nguyên công thái. Nguyên vô thái luôn đó, 21 năm em giảm 2 triệu còn 19 năm. Là tới gan, ship đi là 20 triệu cho anh chị một con xe này. Nó quá đẹp đó anh chị, trên lại một con 2010 lên Thái và một 2010 lên Tết. Còn tiếp theo con này là con 209 hay là 8 ở đây. 59U1 89947 14 triệu. Em không bớt người ta hàng em giảm chỉ 1 triệu còn 13 triệu ship đi 13 năm cho một con xe này đẹp. Khá là kinh khủng luôn. Nó đẹp quá trời thẳng tưng luôn anh chị ơi, đó là một con 208 lên Thái nghe. Làm thế cho anh chị có thêm tiếp những con xe Alux này. 70G1 ở đây em bán xe toàn xe riêng nghe, máy làm em không mua không bán, em nói thiệt anh chị vậy thôi. Cũng là 12 triệu 12209 luôn nghe. Nên 12 triệu mà em giảm chỉ 12 năm giảm 1 triệu còn 11 năm đi.
Đào ship đi 12 triệu chị coi, chân lóc giò máy của nó nguyên thủy. Em quay ở cảng có tài, em quay chi tiết rõ ràng, anh chị khỏi hụt hẳn về em. Làm người mà, nói anh chị rồi, làm mình có đức có tài, mình không có đức cũng không làm được gì. Thành thử là mình phải cần cân nhắc chia sẻ cho những mảnh đời như thế nào cần làm. Đây là một con 38N3 này. Em bán 12 triệu, em giảm chị 1 triệu, 11 triệu, tới cái hàng là còn 10,5. Nhưng em đặc biệt giảm chị thêm 500 nữa. Tại về cặp vỏ xe này có thể anh chị chạy thêm 3-4 tháng là không sao hết, nhưng em thấy nó hơi mồ. Em giảm cho anh chị, một là em thay tại cửa hàng cho anh chị, hai là anh chị về nhà để thay. Có 10 triệu đồng mà buồn buồn bán chị 9 triệu rưỡi luôn cho một con Alac này. Một con Alac mà em nói anh chị là lên đầu thái liền lạc, máy móc nổ như máy xe đập điện. Cái xe này độc lắm anh chị nghe. Đó, cái xe này độc lắm, nó chạy này, nó chưa chạy mà đã 80 km/h rồi, nó chạy cái là chắc đi 150 quá. Thử đó, cái đồng máy đứng rồi, nó em hỗ trợ là cái đó cho anh chị yêu mình á. Nói và chính xác nè. Tiếp theo là một con, kế bên là có một con SH. Con SH này là con SH Việt Nam 2014-125. Xe thì thẳng tưng rồi, xe này người ta cũng có bán dặm một vài chút, nhìn qua là biết cũng có bán dặm rồi, chứ làm sao vẫn không có tài được, đúng không anh chị? Nó to quá là vô khóa xì mít cay. Khóa xì mít cay anh chị đó, đi khóa xì mít cay đàng hoàng luôn, liền lạc sạch sẽ. Xe này là em mua ngay chủ ngay tên luôn. Nhưng mà hai vợ chồng giấy kết hôn khó ký quá, bây giờ là chồng làm nơi vợ làm ngõ thì bây giờ nhà nước làm luật hơi bị khó khăn. Thì em đã chia cho anh chị những cái giá dễ thương nhất nè. 52 triệu cho một con SH này nè. 59N1 đó, 52 triệu rất thẳng sang anh chị, liền lạc bảo hành chị một con H mo H này, anh chị chọn con nào cứ chia sẻ giùm em. Tiếp theo là một con da nớt như thường lệ, da nớt 94K1 62141 thì nó 19 triệu 500, giảm 2 triệu, 17 năm là bao ship tới cái hàng đến chị 17 triệu luôn. Em chơi đẹp chơi thẳng luôn, sạch sẽ trắng tưng, mua mới 30 mấy triệu nghe quý anh chị. Em chia sẻ những con xe nào hợp lý và hợp giá luôn. Con này này 93B1 này, 46 1 4623, 13 triệu em giảm tiền, 12 triệu tới hàng còn 11 năm. Mà buồn buồn em bán chị 11 triệu. Đó, em nói thiệt, em chia sẻ hết, sổ hết, xả hết cho trong dịp lễ 30 tháng 4 này. Thì cái nào em chia sẻ được cho quý anh chị là em cũng chia sẻ hết luôn nghe. Suzuki Blood Bay. Âm Blood đây, cái Blood Bay còn gọi là âm Blood. Mua mới 38 triệu xe rất liền lạc, sạch sẽ, đời cao, FI, phun xăng điện tử, cốp lớn, bụng to. 83E1-105-85, 15 triệu giảm còn 13 triệu chị. 15 triệu nó còn 13 triệu. Tiếp theo là cũng âm Blood luôn, kế ban 60F1. Anh chị nghỉ xe có 12 năm, 14 năm, giảm 2 triệu 12 năm. Máy móc bảo hành chị 1 năm, bao chạy, bao quay đầu cho anh chị 10 triệu, đi 3 năm. Giá em đưa ra một con lớp bay, kiểu dáng rất là ngon anh chị. Con này và con nô 5, nô 6, Alac, Alac đồ bò. Chọn con nào anh chị vô chọn giùm em nghe. Và tiếp theo là một con Novo 5, máy móc zin đầu nồi chưa rớt, 59X1, 11 năm. Em không bớt nên giảm một chị 1 triệu, còn 10,5 ship đi vì 1 triệu. Cái xe này không phải lớn biển có trầy cả, ngon này người ta không biết là dán keo nghe anh chị. Cái này người ta nhỏ keo này rung rung, người ta nhỏ keo sẽ hỗ trợ lại cho anh chị hết này. Đó, chui nó sạch sẽ lắm nhưng mà chưa có làm được. Còn xe không trầy, không đâm đụng, không ngập nước, không té ngã, vận hành còn đầy đủ hay bao chị luôn. Bữa nay em về một con đê lên, còn đê lăng đây. Đê lăng thì xe này khá riêng, một con xe riêng thì em bán theo giá riêng, một con xe dập em bán sẽ bán theo giá dập. Đê lăng anh chị có thấy em bán 10 triệu một con, 28 triệu một con, như con này anh chị coi này, ốc nhái này, xe có trầy một chút hai chút anh chị, nó không thể tránh khỏi được. Còn vàng xám đồ là nguyên thủy nguyên bản này. Máy móc thì đầu có rớt, đầu có rớt, nhưng mà máy giữa chưa có trẻ, vỏ bánh trước sau dày cui, 150 đúng này, 59i3 53205, 15 triệu 500, em giảm chị 2 triệu còn 13 triệu 500, ship đi 14 triệu cho một con đờ lăng, mua mới 7.000 đô, tính ra tiền Việt Nam bây giờ là 100 mấy chục triệu anh chị ơi. Bây giờ giá này anh chị chốt chia sẻ cho em luôn anh chị yêu. Đây là ba con trâu nước, ba con Hà Mã, ba con NVX đây anh chị, ba con NVX thì em bán 125 hay 150 nó cũng giống nhau. Con này là 125, quá xì mít cây, 95H1275, giảm 2 triệu rưỡi còn 25 triệu nghe. Xe không bằng cải, độ đẹp thẳng tưng, về chạy luôn, mua mới 53 réo. Và con này là 150, cũng giá nhẹ nhàng giữa lòng bàn, trang chúng nước anh chị luôn, xe cực kỳ sạch sẽ nghe. Liền lạc máy móc em dâu. 38B1 43911, 24 triệu 500, là giá 150 cũng bằng 125 vậy. Giá nào em chia sẻ anh chị được hết luôn. Tiếp theo là một con 175G1 30965, 30965 26 năm này em giảm anh chị còn 25 triệu, 24 năm luôn. 125, xe sạch sẽ, máy móc em ru đầu nồi chưa rớt, xì mít cây. Là chính xác em ba con bốn con xe này thì đó. Anh chị chọn những dòng xe to lớn, cao khỏe, những người anh chị lớn con đi đường xa rất là ngon, ok anh chị nghe. Và tiếp theo là em like cho anh chị luôn mấy con xe này, Luvius này.
cái mỏ về có tràn chút, xe có tràn. Em chỉ nói là còn xe sẵn sạch sẽ một con lưu VX cho một cuộc tình luôn. Một con lưu VX này. À, lưu VX này. 10.500.000 giảm 2 triệu còn 8 triệu rưỡi, máy móc em ru có 8 triệu rưỡi ship đi 9 triệu chịu con lưu VX sạch sẽ, quá sạch sẽ máy móc em, anh chị cái chọn Mio lưu VX. Elizabeth, những con xe nào xe này thằng vua tốc độ đó anh chị đó. Cái máy nữa sạch sẽ, em báo là cái gì ra cái đó luôn cho anh chị luôn. Một con lưu VX kế bay này này đó. Liquide đó nè, là dòng Liquide 125cc tem zin cầu luôn nha quý anh chị. Đó, 61B1 xe thị xã này, 11 năm giảm 2 triệu còn 9 triệu rưỡi cho anh chị luôn. Máy móc là chi? Đó, cái nắp nồi anh chị nhìn cho biết rồi, nó riêng từ A đến Z luôn. Sạch sẽ liền lạc, cũng có trầy một đốm nhỏ nhỏ như một vài con kiến bò thì sẽ có rồi. Và tiếp theo là một con 63B8 này. 66791 là con này Ayuyo, mua mới 38 triệu, bây giờ là 16 triệu 500. À, em lại giảm cho anh chị 1 triệu, còn 15 triệu 500 luôn, không bớt 15 triệu 500 là anh sẽ chia sẻ công việc ngay vô này cho anh chị. Là bằng ship đi là 16 triệu này, đó, cho anh chị một coi quá sạch sẽ luôn. Vì xe này nó có trầy anh chị. Nữ đi thì buộc phải trầy, người ta bắn dầm lại cho anh chị coi thôi, còn anh bao anh chị. Xe đâm đụng. Đây. 68C118549 20 triệu 500 giảm 2 triệu còn 18 năm đó. Alac 125 tùy theo con, tùy theo chất lượng. Máy móc thì em vô bảo hành 1 năm đều dần lòng, hơi yếu hơn chút xíu em bán em sẽ chia sẻ giá, hoặc là em mua được rẻ hơn thì em sẽ bán rẻ hơn, không cần quan niệm là cái giá cứng hay giá thẳng. Và tiếp theo là con 74F1 này, 18444. Rồi 28 năm giảm cho đi 2 triệu còn 26 năm, chiều quá lớn 2017 nha chị. Đó. Cái màu xám nhám 3D rất đẹp nha, chìa khóa lớn luôn nha. Đó anh chị coi đi, mấy cái xe này nó cũng dễ dàng mua bán và dễ dàng hồ sơ lắm chị ơi. Và tiếp theo là một con 68E1 32 năm, em giảm chị 2 triệu còn 30.5 cho một con khóa xì mất cây 2018 đăng ký 2019. Xe lạch liền lạc thẳng cho một con khóa xì mất cây, giá rất là bộ đội, giá rất là dễ thương, chia sẻ cho anh chị mình luôn. Quay trở lại bên này, dòng Novo 6 em bán cũng hết rồi, cũng có gì được mấy con Novo 6, mà xe Novo 6 là tuyệt đối xe cứng. Bao anh chị xe cứng, bao xe đâm đụng, nó còn hiện tượng như thế nào là em bán hiện tượng như vậy, chứ không bao giờ gọi là bùa phép này nọ trong chiếc xe Novo 6 này. Nhưng trước khi giới thiệu Novo 6 thì kế bên có một con Vision, em làm việc luôn con Vision này đó. Đó là màu trắng, xe đi 11.000 cây, màu trắng. Nói chung là cũng không có trầy, nhìn vô thì không có trầy, mới làm những lâu kiến có một đốm kiến nhỏ thì tất nhiên gọi là xe nó có trầy này, nhưng nó có một vài chấm nhỏ anh chị đã làm sao tránh khỏi được cái chuyện chấm chấm vài chấm đó. Thì đây khóa xì mất cây 2019 màu trắng này quý anh chị. À, người ta bán giá bao nhiêu không cần biết, cửa hàng nào cũng 26 triệu, nhưng hôm nay đặc biệt em bán xe xả cho anh chị 25.500 cho một con Vision này, biển số 66 Đồng Tháp nghe. Đó liền lạc sạch sẽ thẳng tưng cho một con khóa xì mất cây hàng đã bỏ mẫu nghe quý anh chị. Một tiếp theo một con Novo 6 thì mỗi con bình quân em bớt cho anh chị 2 triệu, như con Novo 6 này 67F1 em bớt anh chị 2 triệu là 17 năm, còn 15 năm tới cái hàng ship đi là 16 triệu đó. Thẳng tưng. Như cái đợt ta đưng tại nãy đầu tiên anh chị có coi em quay á, là có con có 14 năm thôi, nhưng tại sao giá khác, có nhiều con bán 13 triệu nhìn đó. Ở trên màn hình anh chị nhìn không thể thấy rõ ràng như em diễn tả đâu, nhưng mà thật ra con người mình diễn tả theo cái tâm nguyện của mình, và con người bán hàng là có cái tố chất để diễn tả chính xác anh chị khỏi hụt hẳn. Chứ còn nói xe đẹp lắm, mới lắm, anh ơi khen lắm, khen chỗ nào xe cũng phải có một vài điểm nhỏ để anh chị khỏi thất vọng về em chứ, đúng không? Đây là tại chỗ đây này có trầy một miếng thì có thể em mua một cái miếng lằn đỏ em dán từ đây qua đây xanh trắng, hay một lằn trắng thì anh chị không thể thấy vết trầy này, nhưng em để cho anh chị thấy cái hiện tượng ở đường còn bao nhiêu phần trăm. Nhiều khi cô chú anh chị lớn tuổi tới mua xe là anh chị ngồi xe cũ mà không trầy, có nhiều người kỹ tính người ta không mua luôn anh chị nghe. Người ta nói nó bay trên trời dưới đất mà nó không trầy chẳng mình buồn ngãi người ta làm gì đó. Thực tế em nói bảo anh chị luôn, 59Z2 12600 12606 lộn, xin lỗi, 15 năm em không bớt nên là em bớt anh chị 1 triệu còn 14 năm, ship đi là 15 triệu cho một con nó máy zin. Em bao máy zin dòng này xài nước là em bao zin hết nghe quý anh chị. Và tiếp theo hai con này cũng vậy, 17 năm cho một con 93 còn 15 năm tới cửa hàng ship đi là 16 triệu xe thẳng. Cái nào lỗi té ngã cắn động nặng em báo, mà cái thứ cắn ngã động nặng hay té ngã là em không mà để cửa hàng rồi em bán chỗ khác, rồi bán cho lái, bán đi đâu rồi bán. Còn ai mua là gọi là đồ chuẩn chuẩn luôn, người ta chạy mình bảo hành, mình chỉ đứng bảo hành 1 năm đâu phải 1 ngày đâu. Nên rất khó cho em, em có rất là thật lòng. 68B1 này cũng vậy luôn, 17 năm em giảm cho anh chị luôn, giảm cho anh chị luôn 2 triệu. À, còn 15 năm ship đi 16 triệu đó. Nó thẳng tưng mỗi chiếc xe nô sốc em, cái chiếc xe là ra chiếc xe. Còn con bò ra con bò, xe giống như bò không xài được á. Con sáp bên cửa hàng của em thì anh cũng báo cáo anh chị rồi, có mấy con sáp rất là ok, giá từ 10.5 tới 12 triệu cho mỗi con sáp, rất thẳng và rất vững, giá cả là hợp lý, ok từ A đến Z nghe quý anh chị. Đó, một con sáp còn đây là một con Benelli. Benelli mua mới là 42 triệu, báo giá sàn cho anh chị còn tham khảo trên chị Google nghe. Rồi Benelli TNT này đó, tùy theo chiếc xe dòng FI phun xe điện tử anh chị, chứ không phải dòng bình xăng con. Đó, Benelli TNT. Chia sẻ cho anh chị mình luôn này, đó một con Benelli. Đó. Sau một E1
74217 rồi 22 triệu. Em mua 20 triệu mấy nhi, nhưng mà giờ em bán chị 22 triệu, chị thích 21 triệu em chia sẻ luôn, lấy 1 triệu tiền lời. Thôi em nói thật cũng vậy chứ kêu cao làm gì. Con mini ly này chất lượng cao, thương hiệu vàng cho em luôn. Còn sáp của em thì đó, biển số Sài Gòn có màu nâu này, sáp biển số màu nâu. Anh chị đam mê những chiếc sáp nào cứ alo cho em, cái em chia sẻ anh chị luôn, chính xác cho em cái luôn. Còn con này 155/2021, xe nó quá đẹp luôn, không có điểm lỗi, nó mới như chưa được tiền được mới mình chị, nó mới quá. Nhưng mà chị đam mê con xe này cứ vô giùm em con xe này đó, 95B1946262 rồi. 47 triệu em bán 44 triệu, mua Dũng Lùng 44 triệu. Dũng Lùng ơi, anh bán 44 triệu luôn nè. Nếu anh chị nào thương tình chia sẻ cho em một con xe này, em bán cho lấy số, bán lấy má luôn, bán lời bán lỗ cho vui mà lỗ thấy mẹ luôn, nội vận chuyển này nọ lỗ luôn đó, anh chị chia sẻ anh chị luôn. Còn một con sáp màu đỏ 54/7 nè, 9604 đó, 12.500, bên em bán cho chị 12.500 tại cửa hàng. Xe quá thẳng luôn, thẳng máy móc em ru, đụng nhẹ nổ, đụng nhẹ chạy luôn, chất lượng của em đưa ra cho anh quý chị mình luôn. Bên em về một con Hmo Câu 2019 anh chị, Hmo Câu xe quá đẹp luôn chị, xe màu này đang rất đẹp không chịu nổi luôn đó, nó thẳng tưng thẳng tè luôn, nó nhìn cái xe không vết trầy luôn đó, liền bản, nói chung không trầy, cũng có một vài chút nhỏ nhỏ trong sau không trầy đó, để bà xã bà đi đây. Một con xe này quá đẹp, mà quá chuẩn cặp kiến, còn theo xe quá xì mít cay 2019 đó, anh chị coi chiếc xe này dùm cho em cái này, vô chốt cho em cái, em chia sẻ anh chị luôn một con này luôn đó, thẳng tưng như cái đần tơ rưng. 61E1 73236 53 triệu, giảm 2 triệu, 51 triệu, mua 50 triệu, quan sang Thái Hòa đó anh chị ơi. Chia sẻ giùm em có 1 triệu bạc, bỏ 50 triệu lời có 1 triệu đồng. Tiếp theo là con 86 1086 là 860A này, 08049 11 năm em giảm chị 1 triệu, còn 15 tấn hay là còn 10 triệu đây. Con 86 này rất là ok anh chị, liền lạc dọn mà dọn lâu rồi, sạch sẽ ngã màu, chất lượng xe gọi là nhìn vô nó có nhúng xe riêng, nhìn thẳng xe lắm, thẳng tưng là đó, đi làm anh chị mua luôn con xe tốt là chạy luôn. Chứ bây giờ học sinh sinh viên anh chị đi chợ búa xe 50 mà mua con xe 6-7 triệu thì cũng không tới đâu, trong kho em còn nhiều lắm, 5-6 triệu cũng đã có xe rồi. Nhưng con nào chất lượng thì em đưa ra hỗ trợ chất lượng cho quý anh chị yêu mình. Mà tiếp theo là một con 59L1211 năm, giảm 1 triệu, còn 10-5 tới hàng là còn 10 triệu, và buồn bán chị 9 triệu rưỡi luôn cũng được, chia sẻ anh chị luôn. 79169 máy móc riêng, đầu nào chưa rớt ngay, xe liền sạch sẽ ngay quý anh chị yêu, chia sẻ cho em rồi. Tiếp theo luôn một con Lexico 17K8-3807, 11 năm em giảm chị 2 triệu luôn, còn có 9 triệu rưỡi. Thật xe này khá đó, tới hàng để chính nữ, xe khá đẹp, khá chuẩn, máy móc riêng, đầu nồi chưa rớt. Đó, Lexico này có Lexico mà 7 triệu cũng có Lexico, nhưng mà 9 triệu cũng có, vậy chất lượng nào thì em đưa ra chất lượng đó cho anh chị, chứ không phải bán hàng nó khơi nở đâu đó, cái gì ra cái đó. Lexico. Mà tiếp tục xuống dưới quay mấy con xe cỏ nằm dưới này nữa. Đây là bếp lửa của em hàng ngày để chiều làm đi rượu, có đồ nướng đó, em quảng cáo có bếp luôn á. Tiếp theo em vô trong này luôn, sát gần chỗ nào cũng quay chỗ đó, có đâu quay đó. 24 triệu cho một con xe 5670 này, 45670 anh chị này, biển số rất đẹp nghe, 68B1 xe Kiên Giang. Xe này con trai em đi mà anh nó lại lấy cái bếp làm đi rồi, anh để này ở nhà thì em bán luôn. 24 triệu em giảm chị 2 triệu, còn 22 triệu tới cửa hàng ship đi là 22.500 cho một con xe này. Nói chung là mới can xà bèn luôn, xe không công tắc đèn nha quý anh chị, xe 2019-20 không tắc đèn đó, nổ máy là đèn sáng luôn đó. Xe này gọi là xe gì đâu biết nữa, rồi XFI lộc nó hồi không biết gì ta. Tiếp theo là con Vision, một con Vision màu xanh thì năm xe này cũng có bán dặm là một vài chút thì đỉnh anh chị, không phải là gọi là mới can, có bán dặm ngay chứ không phải là gọi là mới can, nhưng mà xe nữ đi mà làm sao mình không bán dặm được, dắt vô dắt ra gửi công ty hay làm văn phòng sẽ bị chạy trước đúng không anh chị. Thì mình chia sẻ cho chị mình hết tình luôn. 59F1 15 triệu không bớt tới hàng, em giảm cho 1 triệu luôn, còn 14 triệu, chiếc đi 14 năm ngày em chia sẻ nặng tay chút chiếc 30/4 thì em bán chị luôn. Rồi con này 19 năm cho một con filter này, 59I2 47305, máy móc cực thẳng, đầu riêng chưa rớt, FI phun xăng điện tử cho một con xe màu xám. Đó anh chị coi nhìn thẳng từ đầu đến đuôi, từ cho đến giờ một filter FI nó không có lỗi luôn này, nó không có lỗi, mới can xà beng luôn, quay tới từng có thùng nước luôn, thân có máy rửa xe luôn, hỗ trợ cho anh chị luôn đó, chính xác luôn, một người trời chưa rửa nước lạnh luôn, chia sẻ cho em luôn này đó. Rồi tiếp theo là một con này, là một con tàu rớt, hay tui rớt thì không biết nữa, một tui rớt hay nó tàu rớt thôi. 54X9 nè, 9.500.000 em giảm cho chị 1.500.000 luôn, còn 8 triệu. Nếu anh chị biết chạy một con tàu rớt bánh mâm này, nó tương tác với một con Suzuki bình thường, anh chị coi con tàu rớt thì máy có thể ngon hơn con Suzuki đó, bánh mâm riêng đó, thì em báo chính xác anh chị luôn. Xe liền lạc sạch sẽ, không bể, không ngã, không cấn động, nhưng mà cũ theo 5 tháng anh chị không thể mới can được, mình sẽ diễn tả chính xác cho anh chị để gọi phụ khẩn về em. Nhưng mà buồn chia sẻ thêm chút xíu nữa, tới hàng để 7.500.000 luôn cũng được, bán cho vui, bán cho lấy số lấy má luôn chị, tới hàng để 7.500.000 một con tàu rớt bánh mâm này. Tiếp theo một con Suzuki 2019 anh chị, xe không mới,
nó cũng liền 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 thôi chứ không mới ken đó, liền liền thôi chứ không mới ken. Đèo bánh cam sống đầm máy móc riêng đầu nồi chưa rớt xe liền thẳng. Biển số Đồng Nai 60C1 xe Long Thành. À, 13 triệu em giảm 1,5 triệu, còn 11 năm tới cửa hàng ship đi là 12 triệu anh chị một chiếc xe này. Bộ tiếp đây là một con Leader 2010 nghe quý anh chị. Leader này là 50 2Z8 3119, 10 triệu em giảm anh chị 1,5 triệu. Là còn thôi giảm chị 2 triệu là còn 8 triệu tới cửa hàng và ship đi là 8,5 triệu cho một con Leader này. Xe này rất liền lạc, máy móc em ru đầu nồi bích chích. Nhưng mà chiếc xe này có một cái tiền và nó có tràn chút xíu chỗ này anh chị ơi. Trên cái mặt nạ nó có đài đo cho nên có tràn một vài chút nhỏ nhỏ chỗ đây. Anh chị muốn chia sẻ em chia sẻ, em làm cho anh chị đàng hoàng, còn không thì em bán cho anh chị vậy luôn. Tiếp theo con sáp, sáp đẹp, sáp đơ, sáp mơ, ai ngờ sáp đẻo. À, 55 Y5 này, 5901, 6 triệu đồng một con sáp chị. Xe có tài trước không có mới nghe. À, tài trước không mới, máy móc thì em ru, xe có tài trước đó. Đây ngày có bẻ một miếng, còn đồng hồ không có bẻ đó, bẻ chút xíu lên quanh gì rõ ràng luôn, có đèn xi nhan trước có nứt một chút. À, thì chia sẻ cho anh chị hết mình luôn. À, một con sáp có đèn nhanh có nứt một chút đó, rồi có 6 triệu đồng một con sáp thôi. Và tiếp theo là một con này là một con gì ta? Một con BCX đây. Nó có tràn chút xíu với cái đó đó, em có thể làm được cho anh chị, còn máy móc thì khỏi bàn cãi. Ông này giờ giá anh chị có máy chinh như cục pin, chất lượng cao, thương hiệu cao. Đó, thì một con BCX này cái giá của em bán ra là 24 triệu, em giảm cho chị 2 triệu. À, giảm chị 2 triệu là còn lại 22 triệu đất hàng để cho 21 năm này. Đó, 59X2 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh luôn. Là cái này em sẽ làm sạch sẽ ra cho anh chị luôn, nghe cho anh vậy nó nhìn cũng khó coi lắm. Và tiếp theo là con Future, sao nãy giờ quá ta, con Future. Một con Future. Con Future này Future 1 quý anh chị, xe liền lạc, đầu riêng chưa rớt, còn dàn lông dàn lá theo năm tháng, 19 triệu là em bao hồ sơ. Còn 17 năm thì em bán ra tại giá cửa hàng, mà anh chị thích thì em chia sẻ cho anh chị 17 triệu cũng được đó. Cái gì ra cái đó. Còn anh có đặt cọc Future này nè. Anh cài rút hồ sơ cho anh em gửi bên xóm, để rồi anh rút hồ sơ thì cầm hộ khẩu qua cho em nghe, chứng minh qua cho em, coi YouTube của em báo luôn, chứ không phải là em nói những cái gì mà chặt lắc với anh đâu. Tức là công việc nó là như vậy. Một con Future này anh đã đặt cọc ra 1 triệu rồi, để anh giải bỏ gỡ bỏ chức quốc đây là làm gì anh. À, chia sẻ cho em đi anh chị ơi. Sáu bảy e một này 39753 27 triệu. Em không bớt nên em giảm triệu, còn 26 triệu. Xe này xe quá đẹp, mới càng của mít cài, xe con gái em đi học anh chị. Biển số An Giang, nhưng xe cũng rất là liền lạc và sạch sẽ. À, chia sẻ cho em con xe này đó, em nói thật luôn, cái nào giá có là em báo cho anh chị luôn nghe. Còn tiếp theo con RX AT này, xe cũng khá đẹp, nói chung máy có làm, đầu có rớt rồi nhưng mà không rớt sao chạy, nó kêu ầm ầm sau đây đó. Thì bên con này là cũng khá thẳng, khá sạch luôn nghe quý anh chị. Ấy AT anh chị biết không, xe ga mà chạy dây xanh á, là em báo anh chị chính xác ở AT nghe, liền lạc. Liền lạc mà sạch sẽ cho mỗi chiếc xe đó. 59L1 7 triệu không bán, em giảm chị 1 triệu, 6 triệu bán luôn tới hàng ship đi 6 rưỡi này. 6 triệu tới hàng bán này. Em chia sẻ anh chị mỗi AT, xe liền lạc sạch sẽ nghe. Ai bọng còn luôn cho mỗi AT, còn click thì đó xe liền lạc. Nói chung là cái này 10 triệu bán có được, cái dưới 10 triệu không có lời, không lỗ luôn á. 70G1 này. 30131 này. Đó, em bán chị 10 triệu. 11 năm thì giảm được 10 triệu thôi. Còn xe trong phòng thì cũng còn rất là nhiều. Trong lĩnh vực mua bán chia sẻ thì xe cỏ, xe lớn tiền, xe nhỏ gì cũng có hết. Nghe nó nhiều lắm. Nó còn sáp màu trắng này, nó tùm lum tà la city chở hàng anh chị này, màu đỏ màu đen đi hết chở hàng 67 win tất tần tật vi sinh được còn rất là nhiều. Như hôm nay em quay cái thời lượng nó cũng gần hết thời lượng rồi, thì em quay chỉ một ít thôi chứ số lượng xe này quay chắc cũng 3 tiếng đồng hồ chưa hết xe nữa, nên là em chia sẻ cho anh chị luôn. Rồi em ra trước cộng em quay mấy chiếc xe cũng chào khách hàng yêu của mình luôn rồi nữa. Và đặc biệt hôm nay là Thái Bảo cũng nói luôn. À, Thái Bảo bị mất một cái điện thoại, thì Thái Bảo đã test camera thấy có một anh chạy chiếc Future vô cửa hàng của mình, đã lấy cái điện thoại của em là điện thoại em live stream, em đương up lên sóng, thì em đã bị mất một điện thoại. Thì em thấy chiếc xe của em và mua biển số đó và tên đó em đã biết rồi. Thưa quý anh chị, em check camera là em thấy rõ ràng ảnh bóc cái điện thoại anh đi, em vô giữa sổ ra xong xuôi rồi là em thấy rõ ràng tên đó lên đó, địa chỉ có, anh vui lòng cầm cái điện thoại. Nếu anh có lấy, anh cầm điện thoại của em đi thì anh cứ không ngại thì không đưa cho em, thì anh cứ nhét vô cửa giùm em. Sáng mai em mở cửa ra thấy điện thoại của em và cái điện thoại làm ăn livestream của em, anh lại lấy cái điện thoại của em thấy rõ ràng luôn. Anh lấy lúc mấy giờ luôn, vào buổi chiều khoảng mấy giờ, và trên camera mà em dỡ ra cái biển số xe em bán cho anh, và cái số điện thoại đã có rồi. Thì mong anh cầm cái điện thoại, nếu mà mình ngại mình không tới được cửa hàng thì mình cứ nhét vô cái cửa cho em, để đừng khỏi buồn lòng. Em rất là tôn trọng lịch sự khách hàng của mình, nhưng cuộc đời của em không tham của ai dù 1.000, không tham của ai dù 1.000, dù một cái gì đi chăng nữa, nhưng mà em thấy như vậy là em cũng thấy hụt hẳn về khách hàng của mình đã mua xe và đã chia sẻ cùng em nghe quý anh chị.
Và thôi, cuối cùng thời lượng chương trình buổi chiều hôm nay cũng khá nắng và cũng khá là nhiệt độ rất là cao. Mà hôm qua trong lúc 1 giờ thì nó cũng hơi bị oi bức. Thì cuối cùng là cho em Thái Bảo xin gửi lời cảm ơn tri ân đến quý khách hàng thân yêu của mình trên mọi miền Tổ quốc, cũng như anh em hội từ thiện, hội kiều bào đã đồng hành chia sẻ cho em những chiếc xe cỏ có mặt trong cửa hàng. Thì Thái Bảo không có gì hơn, cuối cùng cho Thái Bảo xin kính chúc quý anh chị, bà con, cô bác trên mọi miền Tổ quốc mình một ngày một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương và luôn luôn tôn trọng nhất. Và để tiếp tục trở lại với kênh YouTube Xe Máy Thái Bảo tiếp theo, thì quý anh chị thể cũng vô như ngày nào, mỗi một trong hai ngày em đều lên kênh YouTube có xe về làm chia sẻ anh chị mà buồn lấy cái máy ra quay để được anh chị tham khảo và chia sẻ những chiếc xe. Em rất cảm ơn anh chị đồng hành chia sẻ cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị trong clip tiếp theo của kênh YouTube Xe Máy Thái Bảo. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị yêu.